thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc của nước ta, khiến nhiệt độ toàn miền giảm, nhiều khu vực có mưa vừa và mưa to, trời trở rét. Gió đông bắc tiếp tục dồn về trong ngày, khiến cho nhiệt độ tiếp tục giảm dần. Tuy nhiên ở thời điểm này trong năm thì các đợt rét thường không sâu và không kéo dài. Đợt không khí lạnh này sẽ còn duy trì đến hết ngày thứ Tư, ngày 20 tháng 3, nhưng sau đó suy yếu nhanh và miền Bắc chuyển gió Đông Nam sang từ ngày thứ Năm. Như vậy, từ ngày 21 tháng 3, nhiệt độ ở miền Bắc lại tăng dần, có thể chỉ còn lạnh vào sáng sớm. Tại Hà Nội, từ thứ Sáu thì nhiệt độ tăng nhanh, buổi chiếu lên sát 30 độ C, cuối tuần còn nóng hơn. Trong khi các tỉnh thành khác ở miền Bắc có nhiệt độ thấp hơn Hà Nội một chút, nhưng nói chung là ấm áp gió đông nam mang theo hơi nước nên từ khoảng thứ sáu người dân miền Bắc có thể cảm thấy trời khá ẩm. Đặc biệt là vào sáng sớm khi nhiệt độ ẩm thường lên trên 90%. Ở một số tỉnh thành miền Bắc, bao gồm cả Hà Nội, độ ẩm vào các buổi sáng từ thứ Sáu đến cuối tuần được dự báo là lên đến 93-95%, tình trạng sương mù có thể xảy ra. Tuy nhiên, do cuối tuần trong ngày có nắng nên độ ẩm trung bình trong ngày sẽ không cao như nửa đầu của tháng 3, không đến mức nồm ẩm gây khó chịu.